Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Như vậy là Meizu đã chính thức ra mắt chiếc Meizu 18 và Meizu 18 Pro. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có rất nhiều những cái video mở hộp và trên tay nhanh chiếc Meizu 18 Pro. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những cái video mở hộp và trên tay nhanh để xem rằng là ở trên chiếc Meizu 18 Pro chúng ta sẽ có những thiết bị nào được tặng kèm, hay cụ thể là những con món phụ kiện nào được tặng kèm, và đi kèm với đấy thông số cụ thể ở trên chiếc máy này như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên thì có một trong những cái thông tin khá là thú vị, đấy là hộp tặng kèm ở trên chiếc Meizu 18 chúng ta sẽ gần giống như kiểu theo dạng cuốn sách ấy. Chúng ta sẽ lật từng trang một và đến trang thứ hai đến trang thứ ba thì sẽ là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Meizu 18. Đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có một sticker, quyển sách hướng dẫn sử dụng và một cọng cáp sạc. Tất nhiên rồi, ai rồi cũng sẽ bảo vệ môi trường thôi. Thế nên Meizu 18 Pro sẽ không được tặng kèm cho chúng ta, đấy là củ sạc nhanh. Và đây sẽ là một trong những hạn chế nho nhỏ, chính xác hơn là một điểm hơi đáng tiếc ở trên chiếc máy này. Tiếp theo thì điểm qua đôi chút về ngôn ngữ thiết kế đi. Như anh em có thể nhìn thấy thì Meizu 18 Pro thực sự là một trong những chiếc máy đem đến cảm giác cầm nắm chắc chắn sẽ rất là ôm tay, khi mà chúng ta sẽ có phần bốn góc cạnh của máy sẽ được bo cong, cụ thể hơn đấy là bốn góc cạnh ở phần mặt lưng. Phần module camera ở trên chiếc Meizu 18 Pro theo như quan điểm cá nhân của mình thấy thì nó sẽ rất là thô, khi mà như anh em có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có một phần module hình chữ nhật và nó thực sự rất to so với kích thước tổng thể của phần mặt lưng. Phần module này sẽ được đặt ở bên phía góc trên cùng phía bên tay trái của chúng ta. Logo Meizu thì sẽ được đặt theo hướng đối xứng so với phần module camera. Và xét về chất liệu thiết kế đi, chắc chắn với một chiếc flagship thì chiếc Meizu 18 Pro này sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu bằng kính. Phần khung của máy sẽ hoàn thiện bằng kim loại và khi mà chúng ta nhìn qua phần mặt trước thì như anh em có thể nhìn thấy bốn góc ở trên chiếc Meizu 18 cũng sẽ được bo cong luôn, và điều này thì theo quan điểm cá nhân của mình nó sẽ khá khó để giúp chúng ta có thể đảm bảo được tính an toàn, khi nó sẽ làm tổng thể chiếc Meizu 18 Pro này nó sẽ khá trơn. Thế nên trong quá trình sử dụng rất dễ anh em sẽ làm rơi chiếc máy này. Và xét về kiểu thiết kế màn hình đi thì máy sẽ được sử dụng kiểu thiết kế màn hình, đấy là màn hình đục lỗ. Và theo như những hình ảnh thực tế và theo như những cái cảm nhận cá nhân của mình thì chiếc Meizu 18 Pro này sẽ có phần viền dưới nó hơi dày hơn một chút. Điểm qua đôi chút về các chi tiết ở bên phía các góc cạnh thì ở bên phía cạnh dưới chúng ta sẽ có, đấy là cổng kết nối USB Type-C cũng như là khe cắm SIM, và chúng ta sẽ có thêm một chiếc loa ngoài và mic thu âm chính ở đây. Tiếp theo, khi mà chúng ta điểm qua đôi chút về thông số màn hình đi thì chiếc Meizu 18 Pro của chúng ta sẽ được trang bị một màn hình Super AMOLED với tần số quét màn hình đấy là 120Hz. Máy sẽ được bổ sung thêm tiêu chuẩn HDR10+ để giúp chúng ta có được trải nghiệm hiển thị tốt hơn. Và kích thước màn hình của máy sẽ là 6.7 inch, độ phân giải là Quad HD cộng và tỷ lệ màn hình đấy là 20:9. Có một trong những cái ưu điểm đấy là màn hình ở trên chiếc máy này có mức độ sáng khá cao, nó gần như tương đồng so với độ sáng ở trên thế hệ Galaxy S21, cụ thể hơn đấy là chiếc Galaxy S21 Plus và chiếc Galaxy S21 thôi, khi mà chúng ta có mức độ sáng đấy là 1300 nit. Và kính mà máy sử dụng ở đây sẽ là kính cường lực Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 6 để giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm sử dụng nó trở nên an toàn hơn, tránh được hiện tượng là bị cháy xước. Về cơ bản thì với màn hình Super AMOLED thì mình nghĩ rằng đây là một màn hình sẽ đem đến cho chúng ta khả năng hiển thị trên nền đen rất sâu và rực rỡ, thế nên mình sẽ không đề cập đến quá nhiều về vấn đề này. Và thay vào đấy mình muốn nói đây, đấy là màn hình 120Hz ở trên chiếc máy này với độ phân giải màn hình Quad HD cộng thì nó có thực sự tốn pin hay không? Đây vẫn đang là một trong những ẩn số ở trên chiếc Meizu 18 Pro. Tiếp theo thì khi mà chúng ta xét về phần camera đi thì chúng ta sẽ có một cảm biến mới tới từ Samsung, đây là cảm biến ISOCELL GN1 với độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.9, đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều camera khác, bao gồm một cảm biến tele độ phân giải 8MP hỗ trợ zoom quang 3x, một cảm biến 32MP hỗ trợ chụp ảnh góc siêu rộng và một cảm biến 0.3MP, đó chính là cảm biến đo độ sâu trường ảnh kiêm cảm biến TOF 3D. Đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tính năng hay ho nổi bật, ví dụ như là chúng ta có thể quay phim 8K hoặc chúng ta có thể quay phim 4K ở mức khung hình trên dây đấy là 30 hoặc 60fps. Về khả năng selfie thì chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải đấy là 44MP và chúng ta cũng sẽ có quay phim 4K ở camera trước luôn. Cái đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về mặt hiệu năng. Cụ thể thì chiếc máy này sẽ được trang bị con chip, tất nhiên rồi là một flagship thì sẽ là con chip Snapdragon 888. Đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM đấy là 8 và 12GB và hai tùy chọn bộ nhớ trong đấy là 128 và 256GB. Và một lưu ý nhỏ nhỏ đấy là chúng ta sẽ có chuẩn chip nhớ UFS 3.1 để giúp cho chúng ta có được một tốc độ đọc ghi nhanh hơn. Với việc chúng ta có được một mức hiệu năng mạnh mẽ như vậy
thì Meizu 18 Pro chắc chắn sẽ là một thiết bị hoạt động rất mượt mà, vì như anh em có thể biết, giao diện Flyme OS ở trên những chiếc máy Meizu luôn đem đến cho chúng ta sự mượt mà nhất định. Và nói về giao diện thì máy sẽ được chạy trên giao diện Flyme OS 9 trên nền tảng Android 11. Và Flyme OS là một trong những giao diện giúp chúng ta có thể tôn vinh và có thể phát huy được tối đa sức mạnh của phiên bản Android 11. Vì cơ bản như anh em cũng đã biết rồi đấy, đây là một giao diện thực sự rất tối ưu. Cuối cùng là về pin thì chúng ta sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng đấy là 4.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W, và theo những thông tin mà mình tìm hiểu thì máy có thể sạc đầy 40% pin chỉ trong vòng 15 phút và sạc 100% pin chỉ trong khoảng thời gian đấy là 50 phút. Nhưng tạm thời chúng ta không nói đến sạc nhanh 40W ở chuẩn có dây nữa, mà chúng ta sẽ nói đến chuẩn sạc không dây. Thì chiếc máy này sẽ hỗ trợ sạc nhanh không dây với công suất đấy là 40W, và chúng ta sẽ có ở đây đấy là các giao thức sạc như là Power Delivery 3.0 hay Quick Charge 4+. Về cơ bản thì đây là những giao thức sạc khá là mới ở thời điểm hiện tại, thế nên rằng chúng ta sẽ có được những công nghệ được cho là tiên tiến nhất ở trong năm 2021. Mình sẽ không đề cập đến quá nhiều về vấn đề này. Còn về các tính năng nổi bật khác thì chúng ta tất nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ có cảm biến vân tay, và đây là cảm biến vân tay quang học. Với cảm biến vân tay quang học thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tốc độ mở khóa nó nhanh hơn, nhưng về tính đảm bảo thì tất nhiên theo quan điểm cá nhân của mình, nó sẽ không thể nào đảm bảo được so với cảm biến vân tay 3D như là ở trên những chiếc máy tới từ thương hiệu Samsung. Về các tùy chọn màu sắc thì chúng ta sẽ có 3 tùy chọn, đấy là màu trắng, màu xanh và màu xám, với mức giá dao động trong khoảng 640 euro. Và với một cái mức giá như vậy thì mình nghĩ rằng khi mà quy đổi ra tiền Việt Nam thì nó sẽ dao động trong khoảng 18 triệu đồng. Vậy thì anh em thấy sao về chiếc Meizu 18 Pro này? Và thông qua video mở hộp ở trên chiếc máy này thì anh em thấy sao về những món phụ kiện đi kèm? Cá nhân mình thấy rằng nó là một trong những đáng tiếc khá lớn thì chúng ta không được tặng kèm củ sạc đấy. Vậy thì anh em có ý kiến gì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Mình là Ngọc Linh, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.